Cha làm Tổng thống chính quyền Sài Gòn, con tham gia cách mạng. Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam đã có nhiều nhà, cả gia đình theo cách mạng. Thế nhưng, cũng có những gia đình mà mỗi thành viên lại có một lý tưởng khác nhau. Đó chính là câu chuyện về gia đình có cha làm Tổng thống chính quyền Sài Gòn, Trần Văn Hương, còn con tham gia cách mạng, Trần Văn Dõi. Vậy sau khi chiến tranh kết thúc, mối quan hệ của hai cha con họ thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi video ngay sau đây của Chân Dung Lịch Sử. Cha làm Tổng thống. Trần Văn Hương sinh năm 1902 tại làng Long Châu, quận Châu Thành, nay là thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long và mất năm 1982. Ông đã từng giữ chức Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa giai đoạn từ năm 1964 đến năm 1965 và từ năm 1968 đến năm 1969. Giữ chức Phó Tổng thống Việt Nam giai đoạn 1971 đến 1975 và được giữ chức Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian ngắn ngủi là 7 ngày, từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 4 năm 1975. Vốn học giỏi, lại được gia đình quan tâm, nên Trần Văn Hương sau đó được ra Hà Nội theo học trường cao đẳng sư phạm. Sau khi học xong, Trần Văn Hương được bổ nhiệm về dạy tại trường College Lemieux de Villiers tại Mỹ Tho. Đây cũng chính là trường cũ, nơi mà ông đã theo học mấy năm trước. Trong khoảng từ năm 1943 đến năm 1945, ông Hương là giáo sư đảm nhiệm công tác giảng dạy bộ môn văn chương và luận lý tại ngôi trường này. Trong sự nghiệp giáo viên của mình, ông cũng đã từng đào tạo ra nhiều học trò nổi tiếng như tướng Dương Văn Minh, cũng là tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Khi cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 nổ ra, ông tham gia vào chính quyền Việt Minh với tư cách nhân sĩ tự do. Thậm chí, sau khi Pháp tái chiếm Đông Dương, ông được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến tỉnh Tây Ninh. Thế nhưng vào năm 1946, ông bỏ về quê sống ẩn dật. Cũng từ khi đó, ông tuyên bố bất hợp tác với cả chính quyền Việt Minh lẫn Pháp và kể cả với quốc gia Việt Nam. Sau thời gian nhạy cảm đó, ông đã vào Sài Gòn để mở hiệu thuốc cho đến năm 1954. Trong quá trình mở hiệu thuốc, ông đã lập nên Đảng Phục Hưng cùng với một số nhân vật chính trị như Tổng trưởng Kinh tế và Kế hoạch Trần Văn Văn. Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, ông đã quyết định ra làm đô trưởng Sài Gòn trong chính quyền của Ngô Đình Diệm trong một thời gian ngắn. Sau đó, ông tuyên bố từ chức vì phản đối các chính sách độc tài gia đình trị của Ngô Đình Diệm. Năm 1960, ông cùng với 17 nhân sĩ thành lập nhóm Tự do Tiến bộ, tổ chức họp báo tại khách sạn Caravelle, chính thức xác nhận địa vị đối lập với chính quyền. Khi cuộc đảo chính của Đại tá Nguyễn Chánh Thi đứng đầu nổ ra, nhóm của ông đã tuyên bố ủng hộ. Chính vì vậy nên ông cùng với 17 vị nhân sĩ nhóm Caravelle đã bị chính quyền bắt giam. Thời gian bị giam trong tù, ông có viết một tập thơ lấy tên là Lao Trung Lãnh Vận, nghĩa là những vần thơ lạnh lẽo ở trong tù. Năm 1964, sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ, ông lại được cử giữ chức đô trưởng Sài Gòn lần thứ hai. Đến ngày 4 tháng 11 năm 1964, ông lại được quốc trưởng Phan Khắc Sửu mời giữ ghế thủ tướng và lập nội các. Tuy nhiên, chính phủ này không tồn tại được lâu do bị tướng Nguyễn Khánh làm cuộc chỉnh lý, lật đổ. Cũng vì thế, Trần Văn Hương tiếp tục bị bắt và quản thúc suốt một thời gian ở Vũng Tàu. Năm 1968, với mục đích để tạo ảnh hưởng, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã quyết định mời ông ra làm thủ tướng lần thứ hai. Năm 1971, ông đắc cử chức vụ phó tổng thống nhiệm kỳ giai đoạn 1971 đến 1975. Ngày 21 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải tuyên bố từ chức và trao quyền lại cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương. Thế nhưng, dù nỗ lực trở thành người cầm quyền, ông cũng chỉ nắm chức vụ trong 7 ngày. Vào ngày 28 tháng 4, ông tuyên bố trao quyền lãnh đạo cho tướng Dương Văn Minh để tìm cách điều đình với lực lượng chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Đây là lý do Trần Văn Hương được xem là vị Tổng thống dân cử cuối cùng của Việt Nam Cộng hòa. Năm 1975 lịch sử, nếu như các chính khách của Việt Nam Cộng Hòa lựa chọn con đường sớm lưu vong ở nước ngoài, chạy trốn khỏi quê hương, thì Trần Văn Hương lại chọn ở lại Việt Nam, nơi quê hương của mình. Ông Hương tiếp tục sinh sống ở căn nhà 216, nay đổi tên thành đường Điện Biên Phủ. Năm 1977, ông được chính quyền Việt Nam trao trả quyền công dân, nhưng ông khước từ. Ông nói rằng,
chừng nào những người tập trung cải tạo được về hết, chừng nào họ nhận được đầy đủ quyền công dân, chừng đó tôi sẽ là người cuối cùng. Sau họ, nhận quyền công dân cho cá nhân tôi. Ông đã lấy người vợ có họ Lưu và có với nhau hai người con trai. Con trai lớn là Trần Văn Dõi, sinh năm 1924, và con thứ là Trần Văn Đính, sinh năm 1925. Trần Văn Dõi theo Việt Minh rồi tập kết ra Bắc. Trần Văn Đính làm phụ tá cho cha ở Sài Gòn, rồi sau đó tị nạn sang Mỹ vào năm 1975, sống ở California. Cháu nội của ông Hương là Trần Bảo Danh, con của Trần Văn Đính, nay sống ở Oregon, Hoa Kỳ. Câu chuyện về con trai Trần Văn Hương, người từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Đó chính là Trần Văn Dõi, hay còn có cái tên gọi là Lưu Vĩnh Châu. Đồng chí là cán bộ của Ban Công nghiệp Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, nguyên là Đại úy Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trần Văn Dõi đã từng tham gia trận Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu. Vào những năm đầu của thập niên 40, chàng thanh niên Trần Văn Dõi, sau khi học hết cấp trung học, đã hăng hái tham gia hoạt động trong phong trào thanh niên tiền phong, rồi đi bộ đội ở Tây Ninh. Được một thời gian, do thiếu vũ khí phục vụ chiến đấu, nên vào mùa thu năm 1946, cấp trên đã lựa chọn những thanh niên có sức khỏe cường tráng, thành lập đội công tác ra miền Bắc để tiếp nhận vũ khí, vận chuyển vào Nam, trong đó có Trần Văn Dõi. Nhớ lại giai đoạn đó, đồng chí Trần Văn Dõi vẫn thường coi đó là giai đoạn đầy tự hào của mình. Đồng chí hăng hái cùng toàn dân bước ngay vào cuộc chiến ngày 19 tháng 12 năm 1946. Chuyến đi lần đó đã trở thành bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời đồng chí Trần Văn Dõi. Kháng chiến liên miên dòng dã khiến cho người thanh niên Trần Văn Dõi ấy mất thông tin từ gia đình. Năm 1948, đồng chí được cử đi học trường lục quân Trần Quốc Tuấn và đổi tên thành Lưu Vĩnh Châu. Lúc đó, đồng chí mang họ của mẹ. Sau thời gian đó, ông tiếp tục được đào tạo chuyên ngành công binh. Lưu Vĩnh Châu thường nghĩ đến kỷ niệm đáng nhớ của mình ở trường là cùng lớp học viên công binh tham gia xây dựng cầu treo Bờ Rạ vào tháng 7 năm 1949. Cũng trong thời gian đó, Lưu Vĩnh Châu được kết nạp đảng. Tốt nghiệp xong, đồng chí được điều về Cục Công binh và giữ chức Đại đội trưởng Đại đội Công binh 57, tiểu đoàn 206. Năm 1953, do yêu cầu nhiệm vụ vận chuyển vũ khí từ Trung Quốc về nước gặp rất nhiều khó khăn vì địch thường xuyên ném bom, bắn phá, đơn vị của Lưu Vĩnh Châu được biệt phái sang Cục Vận tải làm nhiệm vụ phá bom, mở đường dọc tuyến biên giới, Lạng Sơn phục vụ các đơn vị vận chuyển vũ khí. Khi chiến dịch Điện Biên Phủ nổ ra, tháng 3 năm 1954, tiểu đoàn 206 công binh nhận nhiệm vụ rời Lạng Sơn hành quân về tuyến Yên Bái, Điện Biên Phủ làm nhiệm vụ mở đường vận tải phục vụ chiến dịch. Đại đội của Lưu Vĩnh Châu được phân công đảm nhiệm tuyến đường từ đèo Lũng Lô đến Sơn La dài khoảng 16 km, phối hợp với thanh niên xung phong để phá bom, làm đường cho xe và pháo của ta vào chiến dịch. Trong nhật ký của mình, đồng chí Châu ghi lại: ngày 24 tháng 3 năm 1954, đây là cửa ngõ vào Điện Biên Phủ nên địch tập trung đánh phá rất ác liệt. Đường bị tắc nhiều ngày, có một đại đội thanh niên xung phong của khu Tây Bắc phụ trách nhưng làm không xuể. Có nhiều bom nổ chậm địch cài lại sau mỗi lần đánh phá. Trong điều kiện khó khăn gian khổ và đầy nguy hiểm là thế, Lưu Vĩnh Châu đã phải động viên tinh thần bộ đội. Đồng chí đã bàn với đơn vị thanh niên xung phong và lực lượng bộ đội công binh sẽ đảm nhiệm những vị trí trọng yếu, nguy hiểm, nơi có nhiều bom nổ chậm. Thời đó, không có bất cứ phương tiện máy móc, kỹ thuật nào, tất cả đều bằng sức người và cuốc xẻng. Mỗi khi máy bay địch ném bom, họ sẽ theo dõi và đánh dấu từng vị trí, rồi sau đó chia thành các tổ đi phá bom, sửa đường. Sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, Lưu Vĩnh Châu quay trở về Hà Nội. Tại đây, đồng chí Châu gặp Nguyễn Thị Dung, một người con gái quê Bến Tre đang công tác tại ngành y tế ở Hải Phòng. Hai người mến thương nhau rồi nên duyên chồng vợ. Năm 1961, đồng chí lại được cử đi học ở trường Đại học Bách Khoa. Năm 1966, đồng chí Châu tốt nghiệp rồi chuyển ngành về nhận công tác tại Ban Công nghiệp Trung ương. Thời gian dài đằng đẵng đã được hơn 20 năm xa quê. Ước vọng ngày đoàn tụ với gia đình của Lưu Vĩnh Châu vẫn còn xa vời vợi do đất nước còn bị chia cắt. Bao lần đồng chí nhắn tìm, dò hỏi về cha qua những người Nam Bộ ra Bắc tập kết. Tuy nhiên chẳng hề có tin tức gì. Mãi đến năm 1968, qua một người bạn từ Nam Bộ ra, Lưu Vĩnh Châu mới biết tin cha mình còn sống và là Phó Tổng thống Chính quyền Sài Gòn.
trước sự kiện đó đã dâng lên cho đồng chí một nỗi niềm rằng xé tâm can. Sau thời gian dằn vặt suy nghĩ, Lưu Vĩnh Châu đã quyết định lên gặp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ung Văn Khiêm và báo cáo. Tôi có trách nhiệm phải báo cáo với đồng chí về vấn đề này để đồng chí xem xét giúp tôi. Sau cuộc gặp đó, ông Khiêm yêu cầu Lưu Vĩnh Châu phải giữ bí mật, không được nói cho ai biết việc này. Một thời gian sau, ông Ung Văn Khiêm gặp Lưu Vĩnh Châu nói rằng sắp tới, Đảng sẽ cử ông vào Sài Gòn làm nhiệm vụ. Tuy nhiên đó là nhiệm vụ gì, cách làm ra sao thì Lưu Vĩnh Châu lại chưa được rõ. Nhưng rồi chuyến vào Sài Gòn của Lưu Vĩnh Châu lại không được diễn ra. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, với chính sách nhân đạo, hòa hợp dân tộc của Đảng và nhà nước ta, cựu Tổng thống chính quyền Sài Gòn Trần Văn Hương đã được đối xử tử tế. Nhà cửa của ông Hương cũng không bị tịch thu. Ông Hương cũng tích cực học tập cải tạo để trở thành công dân tốt. Lưu Vĩnh Châu đã đưa vợ con vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống để chăm sóc, phụng dưỡng cha. Sau này khi ngồi nhớ lại, đồng chí Lưu Vĩnh Châu thổ lộ rằng cuộc đời đồng chí đã thật sự hạnh phúc và có ý nghĩa khi quyết định tham gia kháng chiến và được đến với Đảng Cộng sản. Những tháng ngày chỉ huy đại đội công binh trong chiến dịch Điện Biên Phủ cũng là quãng thời gian hùng tráng và đáng nhớ nhất cuộc đời. Hồi đó, ở Nam Bộ, ngoài đồng chí Châu ra chỉ có hai người nữa được trực tiếp tham gia chiến đấu ở Điện Biên Phủ. Nhưng mấy chục năm sau ngày chiến thắng, họ mới biết và tìm gặp nhau. Lưu Vĩnh Châu đã có cuộc sống vui vẻ, giản dị, lạc quan và chút hài hước. Đây cũng là cách để đồng chí nuôi dưỡng tinh thần và sống an yên khi tuổi già. 30 năm biển biệt, cuộc đời trải qua biết mấy thăng trầm, cuối cùng cha con mới gặp lại nhau. Ông Hương sống những năm tháng tuổi già bình yên cùng vợ chồng Lưu Vĩnh Châu và các cháu nội đến năm 1982 thì qua đời. Có lẽ đám tang ông Trần Văn Hương thuộc loại hiếm ở thành phố vào cái thời điểm mùng 3 Tết. Trước khi qua đời, ông xin được thiêu xác. Quầy kín ở đài hóa thân Hoàn Vũ bữa đó như cách nói vui của người Sài Gòn là đông đủ cả người của cách mạng và người của chế độ cũ. Lại có sự hiện diện của mấy vị tướng ngụy vừa mãn hạn học tập cải tạo. Phụ trách lễ tang là bạn cũ của người vừa quá cố, giáo sư Nguyễn Văn Chỉ, tức chú Tư Chỉ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn vừa theo dõi Chuyện lạ, cha làm Tổng thống chính quyền Sài Gòn, còn con thì tham gia cách mạng. Bạn có cảm nhận như thế nào với gia đình đặc biệt này? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn dưới phần bình luận để chúng ta cùng trao đổi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều câu chuyện thú vị hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.